Rồi chào mọi người nhé, nói qua cho mọi người rèn chùa nuôi bò sát trong nhà thì chùa này là một ô là ngang 1m, cao 50 và rộng 50 và đã gắn sẵn ba chùy đèn sứ chịu nhiệt luôn cho mọi người. Thì chùa này có ba công tắc riêng biệt và gỗ là gỗ tràm mà đã sơn thổng thấm cho mọi người. Thì giá của chùa này là 1,4 triệu. Thì ngoài ra bên sự em có nhận đóng theo yêu cầu và tất cả mẫu mã của mọi người nha, thì có gì mọi người liên hệ Facebook ở dưới cho em nha.